Chuyển sang các thông tin kinh tế đời sống đáng chú ý. Thưa quý vị, quý 1 năm 2019 ghi nhận xuất nhập khẩu tăng mạnh, thu nộp ngân sách toàn ngành hải quan đạt hơn 83.000 tỷ đồng. Có được kết quả trên là từ khi đặt được nền móng về tập trung dữ liệu thông qua hệ thống VNAT, tích hợp công nghệ để cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan. Những ngày gần đây, Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội có khá đông doanh nghiệp đến mở tờ khai. 100% các doanh nghiệp tại đây đều thực hiện nộp thuế lệ phí qua tài khoản ngân hàng. Việc này tạo điều kiện rất nhiều cho doanh nghiệp vì nó giúp chủ động về thời gian và tài chính nộp thuế. Nó có thuận lợi như thế thì nó giúp cho doanh nghiệp là khi sau khi mà mở tờ khai xong đến chi cục để mà cơ quan hải quan ấy để nhận hàng ấy thì rất là nhanh, bởi vì là mình đã sẵn sàng là cái tiền thuế nó đã nằm trong đó rồi, thì nó rút lại cái thời gian, tiết kiệm cái thời gian là cho doanh nghiệp rất là nhiều. Từ khi áp dụng quản lý rủi ro nộp thuế qua ngân hàng thương mại, số thu ngân sách tại chi cục tăng thêm 25% so với cùng kỳ năm 2018, đặc biệt không hề phát sinh nợ xấu. Chi cục cũng đã gửi thông báo tới từng doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục hải quan tại chi cục Hải quan Bắc Hà Nội để doanh nghiệp nắm được, cũng như là gửi cái địa chỉ các cái ngân hàng phối hợp thu gần nhất với cả cái địa điểm làm thủ tục hải quan của mình để tạo điều kiện thuận lợi cho thông quan hàng hóa. Còn tại cảng Cái Lân, tỉnh Quảng Ninh, trung bình thời gian xuất khẩu mỗi lô hàng là 1 giờ 31 phút, thấp hơn chỉ tiêu Ủy ban Nhân dân tỉnh là 6 giờ. Thời gian nhập khẩu mỗi lô hàng là 14 giờ 41 phút, giảm hơn thời gian trung bình toàn ngành hiện nay là 24 giờ. Nhờ thông quan nhanh chóng, các chi cục tại đây đã thu hút thêm nhiều doanh nghiệp về mở tờ khai. Thì chúng tôi xác định là phải tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, rút ngắn cái thời gian thông quan hàng hóa, giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp, từ đó thu hút doanh nghiệp đến làm thủ tục, tăng đóng góp vào cái số thu ngân sách của đơn vị. Theo thống kê, trong quý 1 năm 2019, toàn ngành hải quan đạt 83.250 tỷ đồng, bằng 27,7% dự toán, bằng 26,39% chỉ tiêu phấn đấu so với cùng kỳ năm 2018 và tăng cao so với các năm trước đây. Với nỗ lực hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao là 300.500 tỷ đồng, ngành hải quan đã đạt được hơn 1/4 chặng đường. Năm 2019 đến giờ phút này thì chúng tôi đã tăng trưởng khoảng độ 23% so với cùng kỳ của năm 2018. Nó mang lại cái số thu lớn, đúng không? Tất nhiên có thì nhất là kinh tế phát triển, kinh mạch thì mới có tăng thu. Ngoài ra thì cái công tác chống gian lận thương mại, chống buôn lậu thì cũng sẽ mang lại hiệu quả thu thuế. Năm nay, khi thực hiện một số chính sách ưu đãi thuế theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Châu Âu, đặc biệt là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, sẽ có thêm một số mặt hàng thuế suất về 0%. Điều này sẽ là áp lực thu thuế xuất nhập khẩu của ngành hải quan. Vì vậy, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thông quan nhanh chóng như bảo lãnh thông quan cũng là chìa khóa để ngành hải quan hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách.